Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 19 tháng 12 năm 2022 giao dịch sôi động. Giá lúa tươi hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Đầu tuần thị trường lúa gạo giao dịch có phần sôi động hơn. Tại An Giang, nếp vỏ tươi Long An từ 7.850 cho đến 8.100. Nếp An Giang 7.000 đến 7.200. OM380 6.200 đến 6.300. IR50404 giá 6.500 đến 6.700. Lúa nàng qua chín 6.900 đến 7.200. Đài thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng. OM5451 6.500 đến 6.700. OM18 6.600 đến 6.800. Nếp khô Long An 9.000 đến 9.200. Nếp khô An Giang 8.400 đến 8.600. Tại Sóc Trăng, OM380 giá 6.100 đến 6.200. Đài thơm 8 6.500 đến 6.700. Lúa IR50404 6.400 đến 6.600. OM4900 6.700 đến 6.800. OM5451 6.300 đến 6.600. OM18 6.600 đến 6.700. Lúa tài nguyên 6.500 đến 6.700. RVT 7.400 đến 7.500. Lúa ST24 7.300 đến 7.500. Lúa ST25 7.300 đến 7.600. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR50404 6.500 đến 6.700. Đài thơm 8 6.600 đến 6.900. OM5451 6.600 đến 6.700. OM18 6.600 đến 6.800. Tại Cần Thơ, OM380 6.100 đến 6.300. IR50404 6.500 đến 6.700. Lúa nàng qua chín 6.800 đến 7.200. Đài thơm 8 là 6.500 đến 6.700. OM5451 6.600 đến 6.700. Lúa OM18 6.600 đến 6.800. Lúa Jasmine là 7.800 đến 7.900. Tại Đồng Tháp, OM380 6.100 đến 6.300. IR50404 6.400 đến 6.600. Đài thơm 8 6.600 đến 7.000 đồng. OM5451 giá 6.600 đến 6.800. OM18 giá 6.600 đến 6.800. Nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100. Tại Kiên Giang, lúa tươi IR50404 6.500 đến 6.700. OM380 6.100 đến 6.200. Đài thơm 8 6.700 đến 7.000 đồng. OM5451 giá 6.500 đến 6.800. OM18 6.600 đến 6.800. Nàng qua 6.800 đến 7.200. RVT 7.400 đến 7.500. Lúa DS1 7.100 đến 7.300. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An 7.900 đến 8.100. IR50404 6.400 đến 6.700. Đài thơm 8 6.700 đến 7.000 đồng. OM5451 6.300 đến 6.800. OM18 6.600 đến 6.800. Lúa ST24 ST25 7.500 đến 7.800. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.